Chào cả nhà, đố cả nhà Khanh đang đứng kế bên chiếc xe nào? Đặc biệt AT tiêu chuẩn hay là số sàn bản đủ? Thì hôm nay Khanh sẽ làm một cái video về xe số sàn bản đủ dành cho cả nhà mình đang quan tâm đến cái chiếc xe Hyundai Accent nhưng chỉ muốn chạy số sàn và muốn đầy đủ, một chiếc xe đầy đủ như là một cái người đi gia đình để có thể vừa chạy gia đình vừa kinh doanh dịch vụ. Cụ thể chiếc xe này sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tất cả gia đình mình. Đầu tiên về giá bán thì một cái vấn đề mà tất cả anh em, chị em mình muốn sở hữu chiếc xe này đều quan tâm. Một cái phân khúc tầm 400 triệu, 500 triệu thì mình sẽ chọn chiếc xe nào? Thì Khanh gợi ý cho gia đình mình chiếc xe Accent. Đối với xe Accent thì số sàn có hai loại. Một loại là bản đủ, là chiếc xe Khanh đang giới thiệu cho gia đình. Còn nếu mà gia đình cảm thấy số sàn bản đủ nó vẫn còn hơi cao thì Khanh gợi ý cho gia đình mình số sàn bản tiêu chuẩn thì nó sẽ thấp hơn một tí. Về trang bị tổng thể chiếc xe nó như chiếc xe của Khanh, nhưng trang bị nó sẽ bớt đi màn hình, bớt đi camera da để nó làm giảm đi giá thành, thì sau này mình chạy mình có thể nâng cấp được lên, đúng không ạ? Rồi bây giờ cụ thể là giá của chiếc xe bản đủ này là 472.100.000, còn để gia đình mình lăn bánh ra biển số tại địa phương của Khanh thì bao gồm có 5 loại phí quy định của nhà nước khi gia đình mình mua qua tiền mặt, bao gồm có trước bạ 10%, đăng ký xe, đăng kiểm xe, lưu hành đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Đây là 5 loại phí quy định của nhà nước. Thì tổng 5 loại phí mình sẽ tốn thêm là 50.600.000 nữa, cộng hai khoản lại thì chiếc xe của mình hình thành nên với giá là 522.700.000. Đó là cái giá của chiếc xe Accent bản đủ 472 triệu và giá lăn bánh là 522 triệu. Còn nếu mà gia đình mình mua xe cần hỗ trợ qua ngân hàng thì số tiền thấp nhất bên Khanh nhận thời điểm này, bao gồm tất cả phí và thuế và cả bảo hiểm vật chất luôn, gia đình mình chuẩn bị giùm Khanh là 155 triệu là tổng tiền để đem xe về. Với con số 155 triệu, gia đình có thể trả nhiều hơn hay trả đúng 155 triệu thì mỗi tháng mình sẽ trả với số tiền giảm dần là 7 triệu, còn trả nhiều hơn thì mỗi tháng mình sẽ trả ít lại. Còn về mọi chi tiết, nhờ gia đình liên hệ trực tiếp với Bình Khanh qua số điện thoại 0788 555 444. Bình Khanh sẽ tư vấn và giải đáp thêm từng trường hợp cụ thể, tại vì mỗi gia đình sẽ có mỗi nhu cầu khác nhau. Còn đối với xe phiên bản số sàn nhưng mà gia đình mình cảm thấy là chỉ cần là giá rẻ thôi, thì lúc nãy Khanh có gợi ý cho gia đình là cái số sàn bản tiêu chuẩn. Thì đối với số sàn bản tiêu chuẩn thì Bình Khanh bán với giá là 426.100.000. Còn để lăn bánh đủ 5 loại phí quy định của nhà nước, gia đình mình sẽ cộng thêm là 46 triệu nữa. Thì tổng hết giấy tờ sẽ lăn bánh là 472 triệu. Có nghĩa là gia đình mình mua xe số sàn bản tiêu chuẩn thì lăn bánh bằng giá thành của chiếc xe này, là chiếc xe số sàn bản đủ. Còn nếu mà gia đình mình cần hỗ trợ qua ngân hàng, số tiền thấp nhất bao gồm tất cả phí thuế và cả bảo hiểm, gia đình chuẩn bị giùm Khanh là 141 triệu. Phần còn lại thì sẽ trả theo dư nợ giảm dần với số tiền là 6.300.000. Có nghĩa là số sàn bản đủ này thì gia đình chuẩn bị là 155 triệu, số sàn bản tiêu chuẩn gia đình chuẩn bị 141 triệu, có nghĩa nó sẽ lệch nhau 15 triệu số tiền chuẩn bị, và số tiền hàng tháng gia đình trả sẽ lệch nhau 700.000. Thì cái này mình cân đối tài chính chiếc xe nào phù hợp với gia đình. Còn về gia đình lấy xe số sàn bản tiêu chuẩn thì cũng có thể nâng cấp lên màn hình, cũng có thể nâng cấp lên camera da như cái bản đủ này. Gia đình nhớ giúp giùm Khanh. Rồi, bây giờ nếu mà gia đình quan tâm đến chiếc xe này thì mình sẽ xem chi tiết bên trong bao gồm có những gì nha. Còn những video của Khanh chia sẻ, nếu gia đình cảm thấy yêu thích, nhờ nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để bên Khanh cập nhật những video mới nhất về giá xe, khuyến mãi, thủ tục mua vay, cũng giống như hướng dẫn sử dụng và tư vấn từng nhu cầu cụ thể. Về chiếc xe Hyundai Accent thì đây là chiếc xe mẫu mới 2021 sử dụng khung gầm của Elantra. Thì một số bạn hỏi là ủa thông tin nào mà ông nói là khung gầm Elantra? Thông tin đây là thông tin của hãng đưa ra. Còn công bố báo chí thì hiện tại cái thông tin này các bạn sẽ không tìm được đâu. Đối với xe khung gầm Elantra sẽ cho các bạn cảm giác lái nó vững chắc hơn và cách âm tốt hơn so với cái mẫu xe Accent 2020 cũ. Gia đình nhớ giúp giùm Khanh, mình sẽ lái cảm nhận là gia đình cảm thấy sự khác biệt liền à. Còn về máy móc, động cơ thì nó vẫn là cái máy 100 mã lực, vẫn là hộp số tự động 6 cấp. Đối với Accent số sàn bản đủ này
Thì hiện tại á, là cái phần gương cầu, đây là cái đèn này nó được trang bị là cái đèn gương cầu. Và tất cả các phiên bản Accent đều được trang bị là công nghệ halogen thôi. Thì Khanh có muốn giới thiệu với gia đình là mình có thể nâng cấp cái đèn này tại đại lý của Khanh, nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn, vẫn đảm bảo tiêu chuẩn về để đăng kiểm, vẫn được bảo hành. Gia đình mình lưu ý giùm Khanh về cái nguồn sáng, mình sẽ nâng lên một cái công suất LED có nguồn sáng tốt hơn cho những khách hàng nào nâng cấp và mua xe tại đại lý của Khanh. Tất cả mình đủ tiêu chuẩn. Một cái gợi ý cho gia đình mình khi mà mua chiếc xe này, đó là cảm biến gốc. Cảm biến gốc thì mình sẽ gắn ngay 4 cảm biến ở phía đầu xe để giúp cho gia đình định hướng được cái khoảng cách giữa đầu xe và xe phía trước khi mình mới đem chiếc xe về mà mình rất là khó làm quen. Đó là những cái gợi ý của Khanh dành cho một cái người sử dụng mà Khanh nghĩ là gần như anh chị em nào cũng cần cái món này. Một cái nữa Khanh muốn gợi ý cho gia đình để gia đình không cần phải lo lắng là cái bánh xe mình chạy đủ ký hay không, đó là chiếc cảm biến áp suất lốp mà mình có thể gắn trực tiếp vào màn hình hoặc là một cái màn hình rời tùy theo nhu cầu của từng gia đình mình chọn. Cảm biến áp suất lốp nó sẽ giúp cho gia đình kiểm soát áp suất trong xe. Thì khi mà mình kiểm soát đúng chuẩn thì gia đình mình sẽ tiết kiệm được xăng, tại vì áp suất mà, áp suất lốp mà nếu mà bánh xe mềm quá thì mình sẽ bị hao xăng. Một cái nữa là bánh xe mà mềm quá thì mình sẽ bị hư vỏ và lái xe nó không an toàn, tức là cái khoảng cách phanh của mình nó bị xa ra. Đó là những cái mà Khanh muốn gửi đến cho gia đình. Một cái điểm nâng cấp rất là hay trên chiếc xe Accent 2021 mà tất cả anh em mình ít để ý, đó là cái phần gương hậu. Cái mặt gương nó đã có sấy kính, thì chức năng sấy kính nó sẽ rất là hay khi mình đi đường trời mưa. Tại vì hiện tại là tháng 3 rồi thì mình cũng chuẩn bị vào mùa mưa đúng không ạ? Thì cái phần mặt gương này khi mà bấm sấy nó sẽ nóng lên, thì giúp cho mình lái xe nó sẽ an toàn hơn vào những điều kiện thời tiết nó bị ẩm và nó bị mưa. Đối với cái chiếc xe của mình sử dụng nút đề Start Top, và khi mà mình ra ngoài chỉ cần bấm lock trên tay nắm cửa, thì Khanh gợi ý cho mình một chức năng, đó là lên kính tự động. Khi bấm lock cửa lại nó lên kính tự động và gương hậu này nó sẽ tự động xếp lại. Như vậy mình ngồi quán cà phê mình sẽ biết gương hậu xếp lại, chắc chắn 100% chiếc xe đã được lắp cửa. Bây giờ Khanh sẽ giới thiệu cho mình chức năng là gập gương lên kính. Nói thì dễ nhưng mà để hình dung được thì gia đình mình phải xem tận mắt đúng không ạ? Đối với tất cả các xe Accent, tất cả các xe Kona, Santa Fe, nói chung là xe của Hyundai từ i10 đến Santa Fe, thì gia đình mình có thể lắp được cái chức năng lên kính tự động khi mua xe tại chỗ Khanh. Và chỉ cần chìa khóa để trên người thôi. Đây, chìa khóa để trên người. Đi ra ngoài mình bấm lock cửa lại. Đây, gia đình mình sẽ xem 4 cánh kính cửa, nếu mà mình có quên tự động nó sẽ chạy lên hết. Như vậy một câu chuyện hồi nãy Khanh có chia sẻ với gia đình là gia đình mình sẽ không bị quên khi nước vào trong xe, gia đình mình sẽ không bị quên khi mà gia đình mình hở cửa sẽ bị mất đồ. Tại vì thường mình sử dụng ô tô sẽ có thói quen là để trang bị điện thoại, laptop, tiền bạc, tư trang trên xe. Đó là những cái mà mình không, khi trang bị chức năng này mình sẽ không phải gặp những cái phiền phức. Ngoài ra đối với những chiếc xe có hệ thống gập gương bằng điện sẵn thì nó sẽ tự động gập gương lại luôn, tùy theo xe nha. Đối với xe có hệ thống gập gương điện sẵn thì nó sẽ tự động gập gương lại luôn. Thì câu chuyện là gia đình mình chỉ cần ngồi quán cà phê và nhìn thấy gương hậu này xếp lại, chắc chắn 100% chiếc xe đã được lock cửa. Đối với gia đình mình lắp chức năng này còn có thể là hạ kính từ xa, nếu gia đình mình không có nhu cầu nâng cấp về đề nổ từ xa. Hạ kính từ xa có nghĩa là khi mà ngồi quán cà phê, trước khi lên xe mình muốn cho cái nhiệt độ trong xe nó giảm xuống thì chỉ cần bấm trên remote là tự động cái gương hậu và 4 cánh kính cửa nó chạy xuống. Như vậy thì nhiệt độ trong xe nó sẽ giảm ngay và mình lên trên xe nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Ngoài ra mình có thể bấm lock lại cửa là tự động, nếu mà mình không có lên thì tự động nó sẽ chạy lên lại. Gia đình mình sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Khi lắp cái chức năng này, gia đình còn được một cái nữa mà Khanh muốn giới thiệu với gia đình. Đó là 4 cánh kính cửa của mình. 4 cánh kính cửa nó sẽ tự động một chạm. Tự động một chạm có nghĩa là gia đình mình sẽ bấm ngay vị trí này. Bình thường tất cả các xe chỉ có duy nhất ghế tài xế, tùy theo xe nha. Đa số các xe chỉ có duy nhất ghế tài xế là cái nút cửa ngay kiến cửa ngay ghế tài xế nó sẽ là một chạm. Một chạm có nghĩa là khi mà gia đình mình bấm chạy lên
bấm một nút thì tự động nó chạy lên. Một chạm nè, bây giờ Khanh bấm nha, bấm nè, tự động nó chạy lên, nó gọi là một chạm. Bây giờ Khanh bấm nó chạy xuống thì tự động nó chạy xuống một chạm. Nhưng ba cánh kiến cửa còn lại nó sẽ là giữ, anh em phải giữ. Như vậy câu chuyện là nó sẽ không chạy lên hết. Thì khi gia đình mình trang bị chức năng này, nó sẽ tự động một chạm bốn cánh kiến cửa luôn. Nó sẽ thoải mái hơn cho gia đình mình sử dụng, chỉ cần bấm lên thì tự động nó chạy lên hết. Đây là một cái tiện ích rất là hay và gia đình mình sẽ rất là cần khi sử dụng một chiếc ô tô. Thì Khanh sẽ gửi cho mình một cái video để mình xem rõ cái chức năng này rất là hay. Và Khanh muốn tất cả anh em mình sử dụng chiếc xe cũng tiện dụng giống như Khanh. Để mình không phải bận tâm là cái chiếc xe mình sử dụng có bị hở cửa hay không. Tại vì trong cuộc sống mà mình sẽ hàng ngày mình có rất là nhiều công việc, gần như mình ít để ý. Thì những cái công nghệ, những cái chức năng mà Khanh muốn gửi đến sẽ giảm những cái mối lo, những cái suy nghĩ cho mình giúp mình nhẹ đầu hơn. Một vấn đề rất là anh em rất là quan tâm đó là tiêu hao nhiên liệu. Thì đối với chiếc xe này, gia đình mình đi tiêu hao nhiên liệu đi đường trường á, nó rơi vào khoảng 5,5 lít, và gia đình mình đi đường thành phố thì nó khoảng 8,5 lít. Đây là cái chia sẻ về tiêu hao nhiên liệu thực tế của một cái người dùng khi gia đình sử dụng một chiếc xe. Còn đối với cốp sau xe, đây là chiếc cốp có chức năng mở thông minh. Mở thông minh có nghĩa là khi gia đình mình chỉ cần cầm chiếc chìa khóa để trên người thôi, cốp xe sẽ tự động mở lên. Và chức năng này gia đình mình có thể bật tắt tùy theo nhu cầu của từng gia đình. Rồi gốc của chiếc xe đi về thì nó tắt. Còn những bạn mua xe là chỗ Khanh có nhu cầu mở lên thì bên Khanh sẽ mở lên cho gia đình luôn khi gia đình nhận xe, để không mình không cần phải suy nghĩ. Khi cốp xe gia đình bấm nó sẽ hai tay hai túi đồ nó sẽ tự động mở lên, mình chỉ việc là bỏ đồ vào trong cốp thôi. Còn đối với một số anh em có nhu cầu là chuyển cái cốp này thành mở lên tự động thì mình bấm mở cốp thì nó sẽ mở lên tự động luôn. Thì bên Khanh vẫn có những cái option để giúp cho gia đình mình là đáp ứng. Bấm trên remote tự động cốp xe sẽ mở lên và mình sẽ đóng tay lại. Rồi. Đối với chiếc xe này có sẵn camera gear, cảm biến gear. Đây là camera gear nè. Và đặc biệt camera gear của xe Hyundai á, thì nó sẽ xoay theo góc lái. Gia đình mình đánh lái qua trái, xoay qua trái, đánh lái qua phải, xoay qua phải. Thì cái điều này sẽ giúp cho mình là bánh xe phía trước á, khi tắt máy sẽ không bị xéo. Và mình dễ dàng định hướng được cái phần đuôi xe sẽ vào cái khung nào của cái bãi đậu. Về cái cảm biến, đây xe có sẵn cảm biến gear cho mình luôn rồi. Đối với xe Hyundai mẫu mới này thì hiện tại Khanh muốn giới thiệu cái tiện nghi của hàng ghế sau. Thì đối với cái hàng ghế sau của mình á, sẽ được trang bị là cửa gió hàng ghế sau. Đây là cửa gió hàng ghế sau có sẵn nha. Một cái nâng cấp nữa là cái phần cổng sạc. Thì cổng sạc của xe đã chuyển qua cổng USB luôn, thì mình chỉ cần mang theo cổng cáp thôi. Nội thất của chiếc xe thì Khanh muốn giới thiệu với gia đình mình. Đầu tiên là chiếc màn hình của xe. Với chiếc màn hình này thì gia đình mình sẽ có những cái gì? Đầu tiên là bản đồ. Đây là cái bản đồ nhà sản xuất là cài sẵn cho mình vào màn hình. Thì bản đồ này Khanh muốn giới thiệu là nó có cảnh báo tốc độ, có nghĩa là khi gia đình mình chạy ở những cái quãng đường nào lạ mà mình không biết là km cho chạy là bao nhiêu thì nó sẽ hiện lên cái bản đồ này luôn, giúp cho mình kiểm soát được tốc độ khi mà mình chạy ở những cung đường lạ. Đối với cái màn hình này, nó còn có chức năng là kết nối Android Auto, Apple CarPlay. Đây là hai kết nối là gọi là hot trend thời điểm này. Thì đối với kết nối Android Auto và Apple CarPlay thì gia đình mình chỉ việc là cắm điện thoại vào thôi, thì bên Khanh sẽ cài những cái ứng dụng sẵn cho gia đình mình vào màn hình. Đối với Android Auto và Apple CarPlay thì nó đều có những cái kết nối như nhau. Android thì xài cho những hệ điều hành của Android giống như Samsung, Apple, Oppo, Huawei, Xiaomi v.v. Còn Apple CarPlay thì nó sẽ xài trên điện thoại iPhone thôi. Những cái hay trên hai tính năng này đó là cái bản đồ Google Maps mà gia đình có thể là ra lệnh bằng giọng nói. Mình đang chạy mà mình chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói thôi, không cần phải thao tác bất kỳ trên màn hình hết. Và ra lệnh bằng giọng nói tiếng Việt, gia đình mình sẽ không cần phải suy nghĩ là tiếng Anh nó có khó hay không. Ok Google, dẫn đường đến chợ An Đông. Đang điều hướng đến chợ An Đông.
Chính anh ta là người phải thanh toán. Đối với cái bản đồ Google Maps thì Khanh muốn giới thiệu với gia đình đầu tiên là có cảnh báo đường kẹt xe hay không kẹt bằng hiển thị màu, màu xanh, màu vàng, màu cam, màu đỏ là hiển thị mình biết được là đường có kẹt hay không kẹt. À, đối với bản đồ Google Maps thì còn cho biết được là số km của mình đi đến cái điểm của mình cần, rồi à, thời gian đến. Ngoài ra gia đình còn có thể là đọc địa chỉ nhà thay vì địa chỉ của chợ hay là địa phương mà mình muốn tới. Rất là hay, mình có thể đi được toàn Việt Nam hoặc là ra nước ngoài luôn, chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói thôi. Ngoài ra gia đình có thể là sử dụng Spotify, Zing MP3, YouTube để mình bỏ vào cái màn hình này để mình giải trí, nghe nhạc. Gần như bây giờ cái kết nối USB, Bluetooth, AM, FM thì nó quá xưa rồi. Thì những cái màn hình này nó đều có những kết nối tiêu chuẩn như vậy. Về camera gear, lúc nãy Khanh có chia sẻ là chiếc xe của mình, về phần camera gear thì nó sẽ xoay theo góc lái. Khi gia đình đánh lái qua trái, nó sẽ xoay qua trái, đánh lái qua phải, xoay qua phải, giúp cho mình định hướng được cái phần đuôi xe. Với camera gear xoay thì nó sẽ kết hợp với lại cảm biến gear trong màn hình luôn. Đây là cảm biến gear trong màn hình nè. Khi gia đình mình chạy, đây, cảm biến gear. Thì lúc nãy Khanh có chia sẻ là cái chức năng cảm biến áp suất lốp thì gia đình mình có thể đưa vào trực tiếp phần màn hình này luôn. Đó là cảm biến áp suất lốp theo xe. Một cái, nếu gia đình mình cảm thấy cái cảm biến áp suất lốp đó thì nó hơi đắt tiền thì mình sẽ sử dụng một cái cảm biến áp suất lốp rồi thì nó sẽ rẻ tiền hơn chút xíu. Về phần giao diện màn hình thì số sàn, số tự động là đều có giao diện như nhau. Chức năng những cái tiện ích nè, đèn tự động cứ để auto, đi vào tối tự động bật, ra sáng tự động tắt, không cần phải suy nghĩ. Rồi gạt mưa cũng tự động luôn. Đây số sàn mà có gạt mưa tự động nè. Khanh muốn giới thiệu là vô lăng xe thì hiện tại là đây là chiếc vô lăng bọc da. Đã bọc da rồi đúng không ạ? Nhưng gia đình mình có nhu cầu nâng cấp lên gai tự động Cruise Control giống như hai phiên bản số tự động thì hoàn toàn có thể nâng cấp được nha. Đối với xe của mình, số sàn thì không có thể nào nâng cấp được lẫy số vô lăng. Rồi, cái đó là một cái mà Khanh trả lời, lẫy số vô lăng chỉ có lẫy dành được tự động thôi và không nâng được cái chức năng đề nổ từ xa trên cái xe số sàn. Về màu sắc thì hiện tại Accent số sàn nó sẽ có màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu bạc, màu vàng. Các màu bên Khanh bán bằng giá nhau hết. Giới thiệu với gia đình đây là màu đỏ. Giới thiệu với gia đình đây là màu bạc. Rồi giới thiệu với gia đình đây là màu đen. Đây là chiếc xe mình màu đen. Các màu thì bán bằng giá nhau. Còn đây là màu trắng. Đây là xe màu trắng. Rồi gia đình mình muốn xem một chiếc xe là màu vàng thì màu vàng thì nó sẽ có hai loại. Đây là vàng đậm và vàng nhạt thì bên Khanh giới thiệu với gia đình mình, đây là chiếc xe màu vàng. À, nói tiếng vàng nhạt cho nó dễ đúng không ạ? À, vàng nhạt để cho mình dễ hình dung. Thì trên đây Khanh đã giới thiệu xong tất cả những chi tiết, những điều kiện cần đủ để đem chiếc xe Accent mua qua ngân hàng cũng giống như mua tiền mặt. Mọi chi tiết nhờ gia đình mình liên hệ với bên Khanh qua số điện thoại 0788 555 444. Bên Khanh sẽ giải đáp và cung cấp thêm tất cả những thắc mắc của gia đình. Nhớ cho Khanh biết địa phương mình ở đâu để bên Khanh báo phí lăn bánh, tại vì mỗi nơi mỗi khác. Nếu gia đình mình cảm thấy yêu thích những cái video của Khanh chia sẻ, nhờ nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất của bên Khanh cập nhật về giá xe, khuyến mãi, trang bị cũng giống như là hướng dẫn sử dụng. Xin chào.